Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 23 tháng 4, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Tuy nhiên, cường độ không còn gay gắt như những ngày vừa qua. Còn với các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ khi nhiệt độ giảm so với ngày hôm qua. Như tại Hà Nội, vào lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ chỉ dao động xung quanh mức là 31 độ, trong khi cùng thời điểm ngày hôm qua đạt tới mức là 36 độ. Trong đêm nay và ngày mai thì vùng áp thấp nóng phía Tây lại có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam, nên ở tại khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời có nắng nhiều trở lại và nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên. Cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 tới 35 độ, một số nơi xấp xỉ hoặc là trên 36 độ. Riêng vùng ven biển, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định do được hưởng khí hậu biển nên tiết trời dịu hơn với nhiệt độ ở dưới ngưỡng 34 độ. Trong khi đó, tại phía Tây Bắc Bộ, cường độ nắng mạnh hơn và nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 35 tới 37 độ. Một vài nơi như Mường Lay, Mường La, Sông Mã, nhiệt độ có thể vượt mức là 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Theo dự báo, tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới. Phải từ đêm 25 sang ngày 26 tháng 4, khi các hình thế gây mưa xuất hiện thì nhiệt độ mới giảm dần ở tại đây. Nơi có thời tiết đáng lưu ý hơn cả vẫn là khu vực vùng núi của Trung Bộ. Tại đây thì nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến ở mức từ 35 cho tới 38 độ. Một số nơi như Tương Dương, Quỳ Hợp hay Hương Khê, Đông Hà vẫn có thể vượt mức là 39 độ, trời nắng gay gắt, kèm theo độ ẩm không khí giảm thấp xuống 45%. Điều đáng lưu ý là ban ngày trời nắng mạnh nhưng đến chiều tối, mây dông vẫn phát triển cục bộ và gây ra những cơn mưa dông. Tuy chỉ là mưa dông mang tính chất địa phương nhưng do trong điều kiện bầu khí quyển bị xáo trộn rất mạnh nên nguy cơ xảy ra mưa đá, dông sét và lốc xoáy là rất cao nên quý vị và bà con cần phải hết sức cảnh giác đề phòng. Cùng thuộc dải đất miền Trung nhưng do nằm xa hơn về phía Nam và ít chịu tác động của hiệu ứng phơn nên thời tiết các tỉnh, khu vực từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận khá dễ chịu. Tại đây, nắng có cường độ vừa phải nên nhiệt độ phổ biến đều dưới ngưỡng 35 độ và có gió biển thổi nhẹ nên đây vẫn là nơi lý tưởng cho các hoạt động du lịch biển của quý vị và các bạn. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có nắng nhiều vào trưa chiều với nhiệt độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến là từ 32 tới 35 độ, một số nơi trên 35 độ, đặc biệt tại Ayunpa, Gia Lai nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 38 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến là từ 34 tới 36 độ, nắng nóng tiếp diễn ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Vào buổi chiều tối thì các khu vực này có khả năng xuất hiện mưa dông ở vài nơi. Tuy mưa không nhiều nhưng trong điều kiện nhiệt độ cao và oi bức vào ban ngày, khả năng có xuất hiện những cơn dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy hiểm nên người dân cần phải hết sức lưu ý. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió sẽ thịnh hành với cường độ trung bình đến yếu, đi cùng là tiết trời nắng ráo ít mưa nên thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ sẽ phổ biến có nắng nhiều, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở tại phía Đông Bắc Bộ. Trung Bộ nắng nóng cũng kéo dài tới khu vực vùng núi, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Và đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.